Rồi, xin chào tất cả mừng thủ nha, bác Trung Nam quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 30 tháng 10 này, đầu tuần thứ hai cho mình. Thì video lên tầm của bác này cho mình là có 25 mẫu cần và một số dù nha. Dù thì đây dù dòng IGK của Nhật nha. Có 3 size, 4 chấm, 6 chấm và 7 chấm cho mình. Size lớn nha, cùng ngâm lăng xe đến lục được này. Thì một số cần thì những dòng như là ISO từ 4.5, 5.3, 6.3 nha. Ví dụ như là Shimano Holiday Haya. Một số thì ISO khen nhỏ, khen lớn. Đây, có dòng Shimano cho nên đánh lục độ cần cứng 4, cứng 5 cho mình nha. Đặt còn nguyên bao cho mình đây. Một số cần lục thì sẽ có những dòng như là từ dòng Slider này, cần rút và cần 3 khúc. Một số chi trong thì có 2-3 khúc. Tay trợ máy, một số cần lô thì những dòng như là 1 khúc, máy đứng, máy ngang, dòng xích gô như này. Em sẽ lên từ từ cho mình nha. Một số cần ngâm lăng xe có những dòng như là 2 khúc, 3 khúc. Độ dài cần là từ 2m1 nha, cho đến tầm khoảng 3m mấy cho mình á, 3 khúc cho mình. Thì bên em sẽ báo rõ tình trạng của tất sản phẩm ở đây. Anh em chốt đơn cái liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779. Mua từ hai sản phẩm đổi lên sẽ hỗ trợ ship nha. Còn cước thì có dù này thì là PE này. Thì ba cuộn miễn ship nha. Bán lẻ là 100 ngàn một cuộn. Thì em sẽ lên trước cho mình thông số nha. Đây, PE của dòng mà IGK, IGK thì hàng Nhật nha này. Ở đây thì có 3 size cho mình 4 chấm nha. Đây, 4 chấm, 6 chấm. Cũng còn một ít cuộn cho mình thôi. 4 chấm, 6 chấm, 7 chấm đây. Đây có dòng IGK. Made in Japan nha. Những dòng thì rất là mắc. PE này thì anh em cứ tham khảo nha, những cái dòng này mà một cuộn 200m á thì tầm khoảng 500-600 ngàn một cuộn. Cái cuộn này thì chỉ có là 100m thôi. Thì cuộn số 4 nha, số 4 tại cá cho mình là mát là 45-50 là bao nha, tầm khoảng 20kg á. Đây, để mà lấy cái này thì nó chỉ có một màu nha, cái một màu xanh dạng xanh rêu thế này. Đây, IGK. Thì cuộn 4 chấm là 0.33mm, dài 100m, 4 chấm nha, 100 ngàn một cuộn. Tại cá mát là 50 là bao, tầm khoảng 20kg. Thì thông số nó ghi sẵn cho mình ở trong này. Cái cuộn 6 chấm á, thì là 0.4mm nha, tại cá mát 80 là bao, tầm khoảng 35kg rồi mà, 35-37kg á. Còn cái cuộn 7 chấm cho mình đây, cái này thì dù lớn nha, một cuộn 100m thì dù này bán rẻ cho mình, thanh lý cho này 100 ngàn một cuộn thôi. Cước số 7 là 0.43mm nha, đây gần nửa ly cho này, anh lưu lý nha, 0.43 là gần nửa ly cho mình. Dù thì dù màu xanh IGK, tại cá có lại mát là 95 là bao, tầm khoảng vào gần 50kg cho này. Cái này tại cá đi câu biển nha, câu với điện còn được này. Cái dù là thì em về anh em nối nha, tại vì nó chỉ có 100m thôi nên giá thành sẽ rẻ hơn là cái dòng mà 200m rất là nhiều. 100 ngàn một cuộn nha, mua 3 cuộn sẽ miễn ship. Cái dòng IGK này của Nhật anh em biết rồi, 200m một cuộn á thì cực kỳ mắc nha, 500-600 ngàn một cuộn cho mình. Còn 100m thì giá rẻ hơn. Rồi cần thì có cho mình 25 mẫu cần. Thì mã số 1 ở đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ dòng carbon 5m4 độ cứng 2 nha, hàng Korea xuất Nhật. Con này cứng như này, cảm giác rất là cứng, tầm khoảng cứng 3 cho mình hơn á. Hạ tay 45H, khoen pad Fuji, đây lọ xi đất xám. Ngọn thế đó cho mình là ngọn 1.4 ly, ngọn sẽ có 1 này, đây và 2 3 khuyên chạy nha. Đây tổng thể này, nước sơn con này sẽ bỏ bạc. Con này thì anh em về hạ cần tay nha, rất là cứng luôn, cứng 2 mà cảm giác cứng tầm khoảng 3 cho mình á, cần ra thẳng tắp này. Tình trạng con này thì nó sẽ có sức sơn quẹt quẹt sơn thế này. Đây, quẹt sơn thế này nha. Quẹt pad Fuji xứ xám. Cái lá gốc thì cũng hơi xê xước, có tem vàng đầy đủ. Trọng lượng 310g, mã số 1, để mình là giá 400 nha, 400 ngàn thôi. Cái lông gốc của nó thì bị xước sơn ở đây một xíu. Chúng con này thì hơi cổ xíu nha này, chứ phôi phía cổ kế nha, xước sơn ngoài thôi. Mã số 2 đối với cần thì một con cần ISO khen nhỏ, con này thì của hàng Olympic. Độ dài con là 35m4, độ cứng 3 nha, cứng 3 thì hạ tay 5H cho mình đây. Dàn khoen là khoen pad Fuji loại xịt đá xám. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.4 ly, ngọn sẽ có 1 này, đây và 2 khuyên chạy nha. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân, đây toàn thân thế này. Olympic thì con này hàng nội địa Nhật, con này cần ra thẳng này, cứng 3 thì dạng sai chuẩn rồi, cứng 4 thì cứng hơn và nặng, cứng 2 thì nó hơi mềm, cứng 3 thì dạng vừa như này. 5m4 cứng 3, hàng nội địa Nhật, bắt gặp Fuji F7, trọng lượng cần cân được là 290g, mã số 2, giá 700 ngàn. Mã số 3 thì sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, con này của dòng Shimano như này. Shimano con này thì dòng Hi Power X nha, 21 này là 6.3, độ cứng 2. Cứng 2 cần ra thẳng nha, con này thì anh em hạ tay tầm khoảng 4H. Tình trạng có hơi xê xước nha, dàn khoen full xích. Con này thì có like cho mình một số khoen xứ xám, và double xứ xám. Độ cứng 2 ngọn 1 ly, con này trừ cái lóng ngọn này là có 1 và 2 khoen chạy nha, ngọn đặt ngọn tháp cho mình. Còn tất cả các lóng còn lại của cần á, đều là phôi hai da. Con này thì tình trạng có hơi xê xước này, mà không ảnh hưởng đến phôi nha. Đây, hàng đến mình nhận hàng đồng kiểm này. Còn là thích hợp anh em mình hạ cần tay nha. Còn là mình hạ tay xuống mà đánh chép á, đi ao xong mùa dịch vụ cực kỳ ok nha. Đây là tình trạng xước thế này. Đây, xước xăm sơ nha, theo cần thôi. 6.3 độ cứng 2, hạ tay tầm khoảng 4H.
khoen xích, có lai khoen xứ xám. Bắt là bắt gặp này Fuji F6, tình trạng tại đây sẽ có xước sơn nha. Đây Lâm Cúc sẽ có xước sơn thế này, Shimano. Trọng lượng của cân thì cân được cho mình á là 240g, mã số 3 nha này. Giá con này là 650.000, 650 nha. Mã số 4 thì một con cân ISO, con này thì ISO khoen lớn, con này thì của dòng Olympic luôn nha, Olympic nội địa Nhật này. Con này thông số nó bị phai rồi, thì em sẽ đọc thông số kỹ cho mình này. Độ dài con này là 5m3 nha, độ cứng 4 nha. Cứng 4 thì dạng khoen lớn, đánh lục đục cần đều được. Khoen pad Fuji, lọ xi đá xám. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.5 ly, ngọn sẽ có 1 này, 2, 3 khoen chạy nha. Con này phôi cần là phôi carbon xoắn vân này. Đây toàn thân nha. Từ gốc tới ngọn luôn. Con này thì tình trạng của nó thì tầm khoảng 90% á. Nước sơn nó phủ bóng 2K nó thì cũ thôi. 5m3 thì con này kèm cho mình là 6 lóng. Đây cái đóng speed chống nổ nha. 6 lóng như này. 1 2 3 4 5 6 lóng nha. Đây, tập thể này khoen còn đẹp nha, không nứt chân cho mình. 5m4 độ cứng tầm khoảng độ cứng 4, bắt vặn Fuji DPS, trọng lượng cần là 440g, mã số 4 như này. Giá 750.000. 750 nha, Olympic cho mình. Mấy con này thì trong là mình câu gần, câu bờ kè hay đánh lục độ cần đều được nha. Cứng 4 độ lên thì cứng. Đây thì mã số 5, một con cần ISO khoen lớn của dòng Shimano. Con này thì khoen xích nha. Mấy con này đánh lục độ cần cực kỳ đẹp này. Của dòng ISO, dòng EV. Độ dài con này là 5m2, độ cứng 4, hàng Indo xuất thị trường Nhật nha. Đây có mã code này và tem vàng này đủ hết cho mình ạ. Tổng thể thế này. Thì ISO khoen lớn thì đa số là phát vặn rồi, con này phát vặn Fuji Shimano chính hãng. Dàn khoen là dàn khoen full xích, con này có định vị như này. Và tất cả các lóng của nó đều có định vị nha. Ngọn con này thì độ cứng 4, ngọn đo cho mình trên này xác á là ngọn 1.8 ly. Ngọn sẽ có 1 này, 2, 3 khoen chạy nha. Đây phôi carbon xoắn vân, nước sơn màu bạc cho mình. Đây tổng thể thế này. Mấy con này thì ok hết rồi. Nước sơn nước xích có rất đẹp nha, tầm khoảng 99%. Nó sẽ có sức chăm chăm sơn theo cần thôi. Đây có định vị hết cho này. Đây có định vị các lóng ở đây. Lóng màu khoen đầy đủ cho mình đây. Phôi xoắn vân. Dàn khoen full xích 5m2 độ cứng 4. Đánh lục độ cần, trọng lượng cần cân được là 310g, mã số 5 nha này. Giá là 2 triệu nha. Đây Shimano giá 2 triệu cho mình ạ. Mã số 6, số 6 thì đây một con cần là ISO, con này thì ISO khoen lớn luôn. Con này của dòng là Ryobi nha này. Đây, con này dòng của dòng Ryobi. Tập thể thế này, sẽ có một cái bao vải kèm. Cần ISO khoen lớn của dòng Ryobi, con này thì độ dài cần á là 5m3 độ cứng 4 như này, dòng Ekushima. Con này thì hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha. Đây có tem van đầy đủ hết. Thì tình trạng con này thì cái lóng hút ngoài hơi xước, thì sẽ bán cho mình giá tốt hơn. Bắt cái bảng Fuji DPS. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nè. Ngọn con này thì đo cho mình á, độ cứng 4, ngọn tầm khoảng 1.6 ly. Đầu bu chống xoắn này, ngọn sẽ có 1, 2, 3 khoen chạy nha. Đây, tổng thể này. Nước sơn thì cũng là màu bạc luôn. Đây, có sức dăm sơ theo cực. Thì để cho mình giá tốt là con C cho mình. Đây. Cái dòng C đó thì rất là mắc nha. Giá tầm thị trường tầm khoảng từ 2 triệu đến 2 triệu 2 cho mình. Cần cũ này, không có mới. Đóng semi chống nổ con này thì hai cái lóng đó, hai cái khoen chạy dưới á, để đọc khoen chạy cho mình là khoen đề ba là khoen chạy nha. Đóng semi chống nổ. Phôi carbon xoắn vân và tình trạng có hơi xây xước cho mình. 5m3 độ cứng 4 Ekushima Ryobi. Trọng lượng cần cân được là 320g, mã số 5. Giá 1.200.000 nha. Tất cả dàn khoen các bạn lại khoen xích hết. 1.200.000. Số 6 1.200.000. Tiếp theo số 7, số 8, số 9 thì sẽ có ba con cần lục như này. Số 7 thì một con cần lục carbon của dòng Castin. Con này thì 4m2 nha. Thật cần rất là đẹp. Dàn khoen các bạn lại khoen pad Fuji loại xin đã xám hết. Ngọn cần thì đo cho mình sát trên này á, là ngọn 2.4 ly. Độ cứng con này đo cho mình tầm khoảng 25. Thế là mình đánh lục độ cần gần bờ, cứng tầm khoảng ấy cho mình nha. Đây phôi con này còn đẹp nha. Những con này thì ok hết rồi. Tổng thể lóng rất đẹp nha. 4m2 đi kèm là 4 lóng. Đây, đánh lục độ cần đánh bạc bãi bạc biển đâu được. Đóng speed chống nổ hết này. Tình trạng con này thì các lóng thì nó sẽ có chức dăm dăm cho cần một xíu thôi. Còn lại thì ok hết. Phát là phát gập nha. Fuji F7. Đây trọng lượng này của dòng Osaka nội địa Nhật. Cân được cho mình con này á, là 400g, mã số 7 như này. Giá con này là 800.000 nha. Đây 800.000 ạ. 4.2 dòng Castin Osaka, cứ tầm khoảng 25 thôi. Mã số 8, số 8 thì ở đây sẽ có một con cần lục, con này của dòng Shimano, con này thì Shimano dòng Slider như này. 4m05 cỡ ngày ST. Con này dòng là dòng mắm tôm nha. Những dòng mắm tôm thì hàng nội địa Nhật cho mình hết rồi. Anh em biết nha, có tem vàng. Thì bắt là bắt gặp này Fuji Starlet, dàn khoen Fuji xích nha. Độ cứng 25, EX cho mình. Ngọn cần thì đo cho mình sát cho này là ngọn 2.2 ly thôi. Phôi của mình là phôi 2 da, để có định vị nha. Mình còn thì có định vị đây. Đây có định vị khoen thế này. Định vị khoen cho mình, dàn khoen full xích. Tổng thể con này thì có hơi xước một xíu thôi. Những cái dòng thì mắm tôm mà thầy đã biết rồi. Hàng nội địa Nhật,
và cực kỳ ok. Đây, những dòng tài đấu cái chuộng nha, đóng semi chống nội đều hết. Dàn khoen có bên là dàn khoen full ship 4m5 độ cân là XT, trọng lượng con này cân được cho mình á là 380g, mã số 8 nha anh em, giá 2.800.000, 2.800.000 ạ. Mã số 9, số 9 thì ở đây sẽ có một con cần lộc 3 khúc, con này thì cần lộc 3 khúc của dòng Olympic, con này dòng rất là nhẹ nha anh em. Độ dài con này là 4m2, độ cứng 25, nó ra cho mình tầm khoảng 1 EX. Con này thì hàng nội địa Nhật nha, đây tên và đầy đủ hết đây. Nguyên cái dàn khoen con này đều là dàn khoen full ship nha. Đây, khoen full ship, khoen D3 của mình là khoen gập. Thì cần thì nó sẽ kèm cho là 4 khoen. Một D3 là khoen gập, còn mấy khoen còn lại là khoen chết 3 chân nha. Độ cứng 25 thì nó rơi cho mình tầm khoảng 27 đối với cần rút cho mình, ngọn 2.5 ly. Có định vị nha, cái này là định vị cắt lóng, dắt vào khỏi lịch ra, đóng semi chống nổ, khoen xích hết. Phơi con này thì còn rất là đẹp rồi. Khoen D3 của mình là khoen gập nha. Tình trạng của lóng nó thì ở đây có xước dâm một xíu thôi, còn lại cắt lóng thì còn ok này, và đẹp cho mình ạ. Olympic nội địa Nhật nha. 4m2 cứng 25, trọng lượng con này chỉ có là 380g, mã số 9 nha anh em. Giá con này là 2.800.000. Đây 2.800.000. Cần lộc 3 khúc của Olympic. Mã số 10, số 10 thì đây sẽ có một con cần 3 khúc, con này cần dây trong của dòng Suzumi nha. Những cái dòng dây trong đây thì để cho mình giá rất là tốt này. Suzumi dây trong 3m, độ cứng là 30. Đây, nước sơn thì trắng xanh, 30 thì dạng mềm cảm giác, con này ngọ trên này sát lớn nha này, ngọ tầm khoảng 3.3 ly. Cái dưới này nhỏ hơn nha, khúc trên này thì lớn. Thì đóng semi chống nổ và khoen con này khoen chạy đều là khoen Fuji, khoen Titan này. Đây, khoen Titan như này, khoen Gold cực kỳ đẹp. Những cái dòng đều là hàng nội địa Nhật rồi. Cái cán mũi của nó thì bể nha, đây, bể này một xíu. Bắt đầu bắt vặn Suzumi chính hãng, gốc sẽ có một cái bộ hiểm như thế này. Trọng lượng cân được cho mình á là 300g, mã số 10, giá 400.000 ra, 400 cho mình thôi. Rất là tốt nha. Mã số 11 thì một con cần dây trong 2 khúc, con này cũng là của dòng Suzumi luôn. 2m4 độ cứng là 50. Hàng có bên nội địa Nhật nha, tem vàng. Thì ngọn con này tôi đo cho mình xác được là ngọn 2.5 ly luôn. Cũng khoen của mình khoen chạy nha. Để con này khoen xứ xám. Nước sơn thì nó sẽ màu trắng xanh thế này. Tay cầm cán bút bắt vặn Suzumi chính hãng. Thì ở đây sẽ để cho mình con này giá tốt cái này, giá là 400.000 nha. Đây 2m4 cứng 50 400. Mã số 11, trọng lượng 260g, 400.000. Mã số 12 thì đây sẽ có một con cần dây trong 2 khúc luôn của Suzumi luôn. Con này thì cần mới tin như này, hàng nội địa Nhật, 2m7 cứng 50. Đây tổng thể thế này. Cuốn sẵn như mình thấy nha. Khoen của mình là khoen Fuji xứ xám. Nước sơn thì trắng xanh, tay cầm cán bút bắt vặn Suzumi chính hãng cho mình. Ngọn cần thì đo được là ngọn 2.7 ly, mã số 12, giá 500 nha. Còn định giá 500 như này. Cần rất là mới, 2.7 50. Mã tiếp theo là mã số 13 thì đây sẽ có một con cần dây trong. Con này là cần tay trợ máy như này, cần tay trợ máy của dòng Nissin nội địa Nhật. Độ dài cần là 4m5, độ cứng 0, con này cứng tầm khoảng 3H, đây có tem vàng đầy đủ hết. Thì con này ngọn cần thì đo cho mình xác trên này á, là ngọn nhỏ như này, 0.8 ly, cái đầu bu xứ xám này. Đây tổng thể thế này, những dòng tay trợ máy thì khoen của nó đều là khoen chạy như thế này rồi. Đây ngọn đặt cọ tháp cho mình. Phơi con này là phơi carbon xoắn vân toàn thân. Nissin 4m5, độ cứng tầm khoảng 3H, cần ra thẳng nha. Dạng cần tay trợ máy, anh em mình về lắp đầu bu vào bên câu cần tay cũng được này. Rosic mày dân. Đây khoen D3 của mình là khoen Fuji xứ xám. Phơi carbon xoắn vân của dòng Nissin. Đây tổng thể thế này. Khoen D3 là khoen Fuji xứ xám cho mình. Pad con này là pad gập nha, Fuji F5. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ và linh kéo này, cầm rất chắc tay nha. Nắp chụp thì xoay vặn thế này bằng inox. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình á là 140g, mã số 13, giá 600.000 nha. 600 cho mình. Tay trợ máy Nissin nội địa Nhật. Tiếp theo mã số 14 thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng nha. Đây cần lưu 2 khúc máy đứng carbon của dòng Beat Sliver. Độ dài con này là 9 feet là 2m7. Thông số tải mồi con này từ 14 đến 40g. Con này dạng cứng như này, cứ tầm khoảng với M cho mình. Con này khoen của mình là khoen bắt thường nha, khoen bắt thường loại sứ tròn như mình đây. Ngọn con này thì là ngọn 2.4 ly. Thì con này khoen bắt thường, độ cứng tầm khoảng M nha. Lùi nhé hơi nhé thật đều được, 40g thì dạng ok rồi. Đây, tay cầm cán mút và bắt là bắt vặn này, chính hãng cho mình luôn. 2m7, trọng lượng cần cân được á là 280g, mã 14 nha này. Giá 550 nha, 550.000. Mã số 15 thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Con này hàng tuyển như này, hàng nội địa Nhật. Con này cực kỳ ok này, của dòng Daiko. Con này cần lưu 2 khúc máy đứng của dòng Daiko. Độ dài con này như này là 7.6, là 2m28 nha. Daiko nội địa Nhật, made in Japan. Đây, tên vàng đầy đủ. Thì thông số con này thì tải mồi tầm khoảng từ 1/32 đến 1/4 OZ. Nó rơi cho mình tầm khoảng 8g thôi. Tải cá từ 2 đến 8 lờ bao nha. Nó rơi cho mình tầm khoảng 3 ký cá.
có lẽ độ cứng của cần nó rơi vào tầm khoảng UL, dàn khoen có phải là dàn khoen full sit-up. Thế đây bên mình đi câu mực, câu cá sối này, bắt vặn Fuji. Dàn khoen có này là dàn khoen full sit nha. Ngọn cần thì ngọn nhỏ, tầm khoảng 0.8 ly. Đây, ngọn UL như này, 2m28, Daiko, nội địa Nhật, ngọn UL cho mình. Tổng thể thì con này có rất là mới, nó chỉ thiếu cho mình một cái bao vải cho mình thôi. Đây. Trọng lượng của cần thì cần được á là 140g, mã số 15, giá là 1.500.000 nha này, 1.500.000. Daiko nha, 2m28. Cấn tầm khoảng vào UL, UL thì rất là mềm rồi, thì mình câu suối. Tiếp theo mã số 16 thì sẽ có một con cần một khúc nha. Đây con cần một khúc máy đứng, cần lưu cho mình. Con cần lưu này thì cần này cần carbon của dòng Pro Wi-Fi như này. Đây con này thì thông số như sau. Độ dài con này là 6 feet, độ dài con này là 6 feet nha, là 1m8, độ cứng là MH. MH thì dạng cứng bạo lực rồi, thông số tại mồi từ 1/4 đến 5/4 8OZ, tầm khoảng 21g tại cá mát nha. Tầm khoảng vào 12 lờ bao, tầm 6 cái cá. Thì tay cầm con này thì bằng cán bần, bắt vặn carbon, dàn khoen các bạn là dàn khoen full silicon hết nha. Đây khoen full silicon sẽ kèm là 1 2 3 4 5 6 khoen nha. 6 khoen và một double silicon. Ngọn 2.2 ly. Cái con này thì cứng MH thì mình lui nhé hơi và nhớ thật đều được. Nguyên cái dàn khoen này không bán lẻ cũng được tầm 1 triệu rồi như này. Đây cái dàn khoen silicon này á, này về chế độ này. Khoen này thì nó có sẽ có hơi xị xét một xíu thôi. Còn thì đẹp hết nha. 1.8 cứng MH khoen silicon, trọng lượng cần thì cân được á là 100g, mã số 16, giá 1.200.000. Mã số 17 thì một con cần lưu một khúc, con này thì máy ngang cho mình nha. Đây cần lưu một khúc máy ngang của dòng Kenrap. Thì thông số con này như sau. Cần lưu một khúc máy ngang của dòng Kenrap, thông số con này là 6.6, là dài 1m98, độ cứng là M nha. M thì cũng dạng cứng rồi. Thải mồi từ 3/8 đến 3/4 OZ, tầm khoảng 21g, tại cá mát tầm khoảng 9 đến 10 cái cá, 20 là bao. Dàn khoen là dàn khoen full sit 3 chân ở đây. Máy ngang thì là khoen khớp như này, anh em xài nhiều thì biết rồi. Ngọn con này thì là ngọn 2 ly nha, tất cả khoen các bạn là khoen full sit hết luôn. Đây khoen vàng hết nha. Vàng theo cần như thế này. Đây có dòng Kenrap nha, Kenrap cho mình. Đây tổng thể này, nước sơn màu xanh. Và tay cầm con này thì bằng cán bần. Bát vặn Fuji của dòng Kenrap chính hãng cho mình. 1m98, trọng lượng là 120g, mã số 17, giá là 1.200.000 nha. Đây, 1.200.000 cho mình ạ. Khoen xích gôn hết. Đây có hai con một khúc nha, đây là khoen xích gôn rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì sẽ có một số cần Hechi cho mình con bè con ngâm nha. Đây thì mã số tên là mã số 18. Một con cần Hechi, con này thì độ dài cần là 1m58 như này. Đây, con cần Hechi cắm gốc. Con này dạng con ngâm con bè. Khoen con này là khoen gôn nha. Độ dài là 1m58, gần 1m6 á. Thì con này ngọn của mình là anh em lưu ý nha, con này là ngọn đặc thủy tinh nha, mà đặc thủy tinh để anh em câu thoải mái rồi. Gốc thì có cán gỗ và dây buộc bảo hiểm thế này. Thì bãi có đẹp bắt vặn nha, Fuji DPS D22 dàn khoen gold, loại có loại sứ cho mình đây. Con này thì dây dạng cứng nha, độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng từ 80 đến 100. Anh em mình đi câu bè á, câu ngâm á thì tầm khoảng 300-400g thoải mái nha. Đây có đây trọng lượng cần cân được á là 340g, mã số 18, giá 700.000 nha. Mã số 19 thì đây sẽ có một con cần Hechi 2 khúc chuyên dụng cho anh em mình câu bè, câu ngâm. Con này thì của hãng là Olympic, độ dài là 2m4, độ cứng là 20 của dòng Olympic Century nha. Đây hàng nội địa Nhật cho mình, cực kỳ đẹp. Ngọn con này thì là ngọn đặc cọ tháp. Ngọn con này thì đo cho mình sát cho này á là ngọn 1.2 ly, độ cứng 20 thì cũng dạng mềm thôi. Dạng khoen Fuji 3 chân xứ đã xám hết. Cho mình câu cá nâu, cá rìa đều được nha. Cán con này thì bằng cán gỗ sau này, tay cầm của nó thì được bọc nha. Bọc màng coi nhiệt hết và bắt gập này. Fuji F6 2m4 cứng 20, trọng lượng cần là 180g, mã số 19, giá 600.000 nha. Mã số 20 là một con cần 2 khúc, con này chuyên dụng công ngâm lăng xe cho mình. Con cần này thì của dòng Daiwa 2 khúc, Daiwa dòng Horolock như này. Độ dài của cần thì 2m1 đi kèm là 2 khúc, độ cứng là 30. Phôi con này là phôi carbon xoắn 2 da toàn thân. Ngọn con này thì đo cho mình sát cho này á, là ngọn tầm khoảng vào 2.2 ly, 30 thì nó dạng mềm nha. Cái double Fuji xứ xám này. Con này thì anh em lưu ý nha, 2m1 nó bị hụt tầm khoảng 2 phân nha. Bên Nhật về thì nó bị hụt 2 phân. Bên Nhật người ta đã gắn cho mình cái double xứ xám rồi và khoen Fuji xứ xám hết. Phôi con này là phôi carbon xoắn 2 da toàn thân này, tay cầm cán mút và pad bất vặn nha. Đây qua chính hãng cho mình. Chuyên dụng của ngâm lăng xe. Đây có tem vàng, phôi 2 da. Mã số tiếp theo là con này mã số 19 nha anh em, trọng lượng là 290g. Giá là 700.000 nha. Mã số 20 thì ở đây sẽ có một con cần là 3 khúc. Con này thì 3 khúc này của dòng Suzumi, chuyên dụng công ngâm lăng xe. Độ dài con này là 3m, độ cứng 50. Con này thì khoen trên này là khoen Fuji xứ xám, có cái ngọn của nó nha. Là khoen Fuji nó lai khoen lá cho mình đây. Đây tổng thể này.
Cứng con này thì cứng 50 á, thì nó chỉ dạng vừa, không cứng và không mềm lắm. Ngọn đo được là ngọn 2.6 ly. Đây có đóng sợi chống nổ, phôi carbon xoắn vân toàn thân này. Thì chỗ này thì tay cầm bằng cán mút bát vặn Fuji, chuyên dụng đánh chép nha, cùng ngầm lăng xe. Gốc sẽ có một dây bộ bảo hiểm rồi. Trọng lượng cân được cho mình là 250g, mã số 20, giá 650. Đây toàn bộ cần là cần carbon hết nha. Mã số 21 thì một con cần là 3 khúc luôn, cùng ngầm lăng xe. Độ dài là 3m nha, 3m3, độ cứng 30. 30 thì nó sẽ dạng mềm cảm giác cho mình. Ngọn cần thì là ngọn 2.2 ly. Khoen con này là khoen Fuji lõi xích đen, nước sơn con này thì màu bạc nha. Tổng thể này dòng carbon rod, tay cầm cán mút bắt vặn Fuji cho mình. Đây tổng thể này, gốc sẽ có một cái, nó sẽ chế sẵn một cái bộ bảo hiểm ở đây rồi. Chế sẵn nha. 3m3 cứng 30. Công ngâm lăng xe, trọng lượng con này là 350g, mã số 21, giá là 650 ạ. Mã số 22 thì một con cần là 3 khúc, con này của dòng Suzumi, dòng Epicon như này. Con này còn mới tinh nha, nó sẽ kèm một cái bao vải kèm thế này. Tổng thể con là cần 3 khúc, mã số là 22 của dòng Suzumi, độ dài là 3m, độ cứng 50 nha. Epicon, hàng nội địa Nhật đây, tem vàng thế này. Phôi con này là phôi carbon xoắn 2 da, 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Ngọn con này thì là ngọn 2.5 ly. Khoen của mình là khoen Fuji này, ba chân lợi sẽ đất xám, chuyên dụng cung ngâm đang xe đánh chép, tay cầm cán mút bắt vặn nha. Đây Suzumi, Hà Nội đi nhận cực rất đẹp. Gốc thì sẽ có một chiếc bộ bảo hiểm như thế này. Đây cần thì nước sơn màu trắng xanh cho mình. Trọng lượng cần thì cân được á là 440g, mã số 22 nha anh em. Giá có thể là giá 900.000 nha, là để cho mình giá tốt nha, 900. Mã số 23 thì một con cần 2 khúc, con này thì cũng là công ngâm của lăng xe cho mình. Con cần 2 khúc này thì của dòng Olympic. Đây, Olympic này. Độ dài cần là 2m4, độ cứng 50. Con này thì nguyên cái dàn khoen của cần á, đây là dàn khoen Fuji dạ quang. Ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Cứng 50 thì nó sẽ cộng dạng vừa, ngọn là 2.2 ly. Đây phôi carbon xoắn vân, khoen Fuji dạ quang hỗ trợ anh em mình có một đêm tốt hơn. Olympic, hàng nội địa Nhật. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji FPS 22. Gốc sẽ có một cái gắn gỗ thế này. Trọng lượng cần cân được là 300g, mã số 23, giá 700.000. Mã số 24 là một con cần 2 khúc, cũng là con ngâm lăng xe. Con này thì nó dạng vừa nha, không cứng không mềm lắm. Độ dài cần là 2m7, đi kèm cho mình là 2 khúc. Hàng mình là nội địa Nhật rồi, con này còn mới cứng nha. Đây phôi của mình là phôi carbon xoắn vân. Ngọn con này thì là ngọn đặc ngọn tháp này. Đây ngọn long phụng cho mình. Cứng từ 30 đến 50 thì ngọn đo cho mình là ngọn 2 ly. Sát trên này, dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám. Tổng thể thì con này sẽ còn mới như này. Đây chuyên nhập khu ngâm đang xe, tay cầm thì bằng cán bút này bắt vặn Fuji DPS. Gốc con này thì nó sẽ có một chiếc bộ bảo hiểm luôn. Đây 2m7 nha, cứng từ 30 đến 50. Trọng lượng cân được cho mình á là 370g, mã số 24, giá 850 nha. Cuối cùng thì mã số 25, một con cần là 2 khúc, con này thì cung ngâm lăng xe cho mình luôn, của dòng Sunfit này. Sunfit con này thì có dòng nội địa Nhật nha, để made in Japan, double carbon, độ dài là 3m, độ cứng 30. 30 thì em lưu ý nha, 30 thì rất là mềm cảm giác. Dàn khoen Fuji 3 chân loại xi đá xám, ngọn con này thì đo cho mình sát cái này á là ngọn 2.8 ly. Cứng 30 nhưng mà ngọn lớn nha. Đây 2.8 ly. Khoen Fuji 3 chân xi đá xám. Nước sơn thì màu trắng thế này. Đây phôi carbon 2 da. Tay cầm thì nó bằng cán mút nha và pad bích vặn này, Fuji FPS D18, gắn máy tầm khoảng vào 3.000 4.000 thôi. Con này thì câu ngâm đang xe đến chép nha, nó sẽ mềm có cảm giác. Mã số 25, trọng lượng cần là 280g, giá 600.000 ạ. Đây nội địa Nhật nha, made in Japan. Tên và đầy đủ hết. Rồi tổng thể thì 25 mẫu cần và một số dù nha, dù PE của dòng IGK Nhật Bản. Thì anh em ở ngủ nào comment mã số cộng số điện thoại, chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, thì em sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu cần máy để mình gửi qua cho anh em tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em một ngày tốt lành nha, đi cầu nhiều cá nhiều sức khỏe, hẹn gặp video lần sau ạ.